quả nhào ngâm đường là nước uống giải khát vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng. Trong những ngày hè nóng bức, nước quả nhào ngâm đường sẽ giúp bạn thanh nhiệt, giải độc, hiệu quả. Công đoạn làm loại nước uống này cũng rất đơn giản, không cần tốn nhiều thời gian, công sức. Vì sao nên dùng quả nhào ngâm đường? Thời tiết vào hè có khiến bạn mệt mỏi, nóng bức và liên tục khát nước? Nếu câu trả lời là có thì một gợi ý nhỏ cho bạn giúp bạn vượt qua cái nóng ngày hè. Làm nước giải khát mát lạnh ngay tại nhà. Không khó để chọn cho mình nước uống giải khát ngon lành cho ngày hè, nhưng không phải nước uống giải khát nào cũng ngon và bổ dưỡng. Một trong số những nước uống giải khát vừa ngon vừa bổ mà Noni Green muốn giới thiệu đến bạn là quả nhào ngâm đường. Đem ngâm quả nhào với đường sẽ được một thức uống bổ dưỡng. Quả nhào ngâm đường không chỉ giúp bạn lấy lại năng lượng cho cơ thể, giải khát sau khi phải chịu cái nắng nóng mùa hè, mà chúng còn có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh cho cơ thể. Nó cũng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, điều hòa huyết áp, giúp lưu thông mạch máu, điều hòa kinh nguyệt ở nữ giới. Đối với chị em phụ nữ, quả nhào ngâm đường càng là một trong những đồ uống được yêu thích, bởi trái nhào có tác dụng làm đẹp, giúp sáng biên da, làm tóc đen và mượt óng, giảm cân, cân bằng vóc dáng. Nếu bạn thường xuyên bị đau mỏi xương khớp, hội chứng đau vai gáy, đau nửa đầu, thì quả nhào ngâm đường chính là bài thuốc lý tưởng cho bạn. Uống nước quả nhào ngâm đường thường xuyên làm giảm đau nhức cơ thể. Nó cũng hỗ trợ điều trị phong tê thấp, đau nhức xương khớp, đau nửa đầu. Cách làm quả nhào ngâm đường. Lựa chọn quả nhào ngâm đường làm nước giải khát cho ngày hè sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe của chính mình và người thân. Hơn nữa, để có nước trái nhào ngâm đường thơm ngon, bạn không cần qua nhiều công đoạn phức tạp. Bạn đã sẵn sàng học cách làm quả nhào ngâm đường chưa? Nếu đã sẵn sàng thì hãy áp dụng ngay 3 bước đơn giản dưới đây. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Quả nhào cần được chọn kỹ, rửa thật sạch. 1 kg quả nhào tươi. Quả nhào bạn có thể lựa chọn quả sắp chín, có vỏ xanh, pha chút màu vàng ươm, 300g đường trắng. Bạn cũng có thể thay thế đường trắng bằng đường phèn. 1 lọ ngâm quả nhào. Bạn nên lựa chọn lọ thủy tinh thay vì lọ nhựa, bởi nhào ngâm đường trong lọ thủy tinh ngon hơn và an toàn cho sức khỏe. Bước 2. Sơ chế nguyên vật liệu. Rửa sạch quả nhào. Để ráo nước, rửa sạch bình ngâm để khô. Thái ngang quả nhào sao cho mỗi miếng quả nhào có độ dày khoảng 2-3cm để nhào nhanh ngấm đường, hoặc bổ quả nhào theo chiều dọc cho đẹp mắt. Trường hợp bổ dọc thì bạn cần ngâm lâu hơn. Thái gừng thành lát mỏng. Bước 3. Tiến hành làm quả nhào ngâm đường. Nên ngâm quả nhào trong bình thủy tinh. Cho một lớp quả nhào rồi phủ lớp đường lên trên. Cứ một lớp nhào lại có lớp đường phủ lên trên. Lặp lại cho đến khi đầy bình. Lưu ý là bạn nên phủ một lớp đường hơi dày hơn lên trên cùng của bình. Cho lát gừng vào bình ngâm nhào để hương vị của nhào ngâm đường hấp dẫn hơn. Đậy nắp kín thật chặt. Có thể đem ra sử dụng sản phẩm sau 4 tuần. Cách dùng quả nhào ngâm đường để giải nhiệt. Nếu không ngâm quả nhào thì có thể dùng nước cốt nhào nguyên chất. Quả nhào có vị cay nồng, mùi khai đặc trưng khá khó ăn. Tuy nhiên, khi ngâm với đường, gừng thì mùi khó chịu này sẽ bớt đi. Thay vào đó là vị ngọt xen lẫn chút mùi thơm của đường. Trong những ngày hè nóng bức, bạn có thể dùng quả nhào ngâm đường để giải nhiệt. Tốt nhất nên dùng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần một thìa. Khi dùng có thể pha thìa nhào ngâm đường trong một cốc nhỏ, thêm đá viên để thưởng thức. Thức uống này sẽ giúp bạn làm mát nhanh, giải cảm nóng, say nắng hiệu quả. Bạn có thể pha vài thìa nhào ngâm đường vào bình nước, để vào ngăn mát tủ lạnh để các thành viên gia đình dùng trong nhiều ngày. Đây là cách dùng yêu thích của nhiều gia đình. Trường hợp đang bị ho, hen hay mắc các bệnh về hầu họng thì bạn có thể pha nhào với một cốc nước ấm, sau đó uống từng ngụm nhỏ. Nước quả nhào ngâm đường không chỉ thanh nhiệt, làm mát cơ thể mà còn tác động để giảm ho, hen, tăng cường sức khỏe dùng họng. Một lưu ý nhỏ, đối với những người bị đau dạ dày nên uống sau khi ăn 15 phút để vừa phát huy công dụng làm mát của nhào vừa bảo vệ dạ dày. Bạn đã nắm được công thức làm quả nhào ngâm đường và cách dùng loại nước hữu ích này chưa? Hy vọng bài viết cách làm quả nhào ngâm đường sẽ giúp bạn có thức uống giải khát thơm ngon ngày hè. Trường hợp không mua được trái nhào tươi để làm nước quả nhào ngâm đường thì bạn có thể trực tiếp mua nước cốt nhào nguyên chất của Noni Green về pha với đường hoặc mật ong để dùng như nước nhào. Đặc biệt, với bệnh nhân tiêu đường thì việc dùng nước cốt nguyên chất sẽ tốt cho sức khỏe, giúp ổn định đường huyết. Rác Dispose.